tổng gia soát chung cư mini, nhà trọ, báo cáo chính phủ hạn cuối ngày 15 tháng 11. Chúng tôi đã có tài liệu và hướng dẫn công an địa phương tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền phát thanh trên khung giờ vàng về nguy cơ cháy nổ của các tòa nhà chung cư mini. Trung tá Lê Minh Hải, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ công an cho biết tại tọa đàm mới đây. Theo Bộ công an, bộ đang tiến hành tổng gia soát kiểm tra và hạn cuối 15 phần 11 phải báo cáo với chính phủ, đánh giá toàn diện công tác cháy nổ, xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ và nhà trọ. Những đối tượng này sau khi giả soát xong thì báo cáo đang tồn tại ở hạng mục nào và những điều kiện nào sau đó tham mưu với bộ xây dựng để sửa đổi bổ sung. Tại tọa đàm trung cư mini biến tướng, giải pháp nào an toàn cho người dân? Diễn ra sáng ngày 26 tháng 9, Trung tá Lê Minh Hải cho biết liên quan đến khoản 1, điều 1, luật sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy đã được đưa vào chương trình sửa luật. Về các trạm sạc, Trung tá Lê Minh Hải cho biết đang nghiên cứu và tham mưu các giải pháp để lắp đặt, bố trí, sử dụng và xử lý và giải pháp với chữa cháy với xe điện hiện nay. Còn nội dung liên quan đến lực lượng giao thông trong quy định của luật phòng cháy chữa cháy và nghị định 136 quy định với điều kiện thực hiện an toàn với các cơ sở, trong đó có yêu cầu về đảm bảo có đường giao thông hoạt động, giải pháp và yêu cầu về kích thước đường, bố trí đường và tiếp cận đã được quy chuẩn và đang sửa đổi điều đó trong quá trình thực hiện ngoài việc kiến nghị giải pháp lâu dài ông hải cho rằng cần có hướng dẫn công an địa phương khi kiểm tra thì hướng dẫn cho chủ cơ sở chủ hộ gia đình có biện pháp tăng cường như thế nào người dân ở tòa nhà đó phải làm sao